Tí nữa nó xong bảo mang lên mẹ nhỉ. Bác giờ này em thấy đi chơi gì? Chắc này mệt rồi. Buồn ngủ. Mấy hôm nay ra đây cả Quỳnh. Cái chuyện khó làm nhà nó không gì đấy thì nó bảo là nó tháng cây xăng đấy nắm ở tháng tính từ bảo hiểm đi còn được khoảng 3 triệu. Cháu về dưới cho tin vào chắn chồng nữa như nào chắn mẹ chồng ấy đây đã bảo rồi bên này ở cùng mẹ cháu bà cằn nhằn suốt chả làm được cái gì tiền thì không có bà cằn nhằn trước thì chả bảo là đừng nó bảo là nếu mà cháu xin được cháu về Phú Thọ cháu làm cùng bạn cháu tháng 10 triệu. Cái bà này cũng ấy lắm cơ bà cháu không thì về đấy cháu bỏ với mẹ cháu. Nếu mà về dưới gang thép thì cháu ở với mẹ cháu. Ở đây á? Khi mẹ về gang thép đây gần cho gần được. Thế đang hỏi nó. Xem có xin được xin vào đây này. Đây. Nhưng mà xin đấy chắc mất tiền đấy. Chắc mất tiền 60-70 đấy. Cái gì? Và cái Liên Hùng nó xin 60 cái sao nhỉ? Nhân viên nó xin ở đâu? Nó xin ở trong mỏ chứ. Đây, nó xin nấu cơm đây. Nấu mà này à? Đấy, và mẹ đấy thì nấu cơm được. Nó chạy cho chồng nó nữa, chạy cho chồng nó khác, nó làm đi chồng nó chung mà đấy hả? Đang xin. Anh em nó gần đây nó về bác hai mẹ con túi có nhà nữa. Nhưng mà về đây là xác định là bỏ chồng rồi đấy. Nó có ai à? Làm gì chồng ấy? Có ai đâu. Bà mẹ chồng ấy thì đã bảo xác định là ngày xưa nó đã đòi đi, đã khuyên bảo đừng có về đấy. Đấy. Tiền thì đéo có, về đấy thì ở đây còn ở với bố mẹ chồng nữa. Không gặp. Có tiền thì chả khó ở chứ còn gì nữa. Ờ làm sao mà cái mẹ chồng từ khi phải có tiền thì cháu có tiền cũng không ở được đâu. Mà nếu ở được có tiền bà đấy không ở được đâu. Nói đéo nghe. Nếu đời thì về đấy thì ổn định là kia. Nó giống ở Bắc rồi đấy. Quỳnh chắc tính nó giống ở Bắc. Cháu nghe cái thằng bảo xin ở đây thì cháu không về. Nhớ về. Không kêu ấy ổn. Đặc biệt nó còn không thể gặp nó xin về đây. Còn cô chị về đây xác định bằng chồng mà điên. Về đây nào, chồng sao? Điên á? Thằng chồng nó khó tính lắm. Thằng chồng cơ mà. Thằng chồng đi không ấy. Mà làm gì thằng chồng quá như vậy mà. Làm gì nó đồng ý cho con Quỳnh lại về quay về đây. Không, nó bảo là đi làm đâu thì kệ cô. À thế à? Quan tâm. Ờ. Ừ. Ý là nó nói là nếu mà chạy thì phải có tiền ở đâu để lo mà. Nó không chạy cho gì. Ờ, nó không chạy cho gì. Nó bảo là cháu hỏi mua đất là vấn đề mua đất nó cũng bảo thế nó bảo là thế thì xác định để mua thì đồng ý nhưng mà để trả thì lấy ở đâu ra thế nó bảo thế thì cháu chịu luôn. À, nhưng mà đúng là bây giờ đang không có đồng nào thì nó mua đất làm gì để con Quỳnh điên ít ra nó phải có tiền trong tay có tiền thì nó mới đi tính mua đất chứ. Cháu có tiền đâu cháu vẫn mua đây. Mày là mình với khác có thằng chồng thì nó phải có một tí nó mới đi mua cứ phải liều mới mua được chứ mẹ muốn đéo có đồng nào thì phải đi vay. À mà cháu còn có lương vay được, còn bà có lương quái đâu. Tay mà nó mua, nó phải có biển đỏ này nó còn đi mới có vay được mới mua. Mẹ ăn đồ biển ăn nước kia. Cà phê. Xong cà phê nó xem nó ha. Chết mà. Bà Quỳnh cũng mình thay đổi thất thường lắm cơ. Bà tham cái đéo cũng đỏ. Các con bảo này chú cứ vẽ ra cái gì là đòi hàng cái đấy. Thật. Chú cứ vẽ ra cái gì là làm theo luôn. Không biết bà thua bà bán gì vậy? Bà bán đây, 2 tỷ rưỡi đây, về mua. Thế thì chịu à? Thế xong rồi bảo nếu mà có thiện chí mua có cái thằng đối diện đấy, chỗ thằng Tô đang ấy này nó bán tỷ 9 này. Ôi thế thì em mua đấy, anh chạy đi em mua. Kình này này chú vay này chú chạy đi. Bây giờ ta có 2 cái bìa thì cắm hết mẹ hay nàng. Này lại chú này. Thế là chịu. Chịu quá. Đéo gì trời ôm. Tiền thì đéo có trời ôm. Không cứ để đi vay chứ tính vay. Thế xong rồi quay ra hành bà Hải. Xem bằng giá nào cứ chạy cho em đi. Nó không nghĩ đến kiểu cái này nó để tính. Để em mua. Nó đồng bóng nó không nghĩ đến cái chuyện mà hậu quả này. Nó chạy lên tiền đâu mà trả. Đấy, cứ thích là mua thôi. Thế thì là mua sao cứ tính vay đâu còn nhớ là lãi hết nhiều quá mà nó không tính đến chuyện là lãi nhiều thì nó không thể nào trả được nữa. Tại mình không làm ra tiền giá làm ra tiền thì bà ấy nhảy làm ra tiền nhưng cứ đi trả lãi hàng năm quá tất cả vay tháng nào cũng mười mấy triệu tiền lãi trả mệt lắm đau đầu lắm nhỉ.
Mẹo văn đến đáng rồi mà. Đúng không? Nhưng lương của cháu thì làm sao? Đây. Nhà em tính ra bây giờ. Kể cả lương 10 triệu ăn uống mẹ rồi thì còn còn để ra khoảng 2 triệu. 2 triệu tiền lãi. Tiếp bằng gốc của cháu. Cháu mày rẻ. Đây thế này. 200 triệu cái tao. Mày mà cái lãi gì nó mới rẻ vậy? 200 triệu là lãi nghèo. Có 0.4 ngã ngươi. 0.4. Kia thì là rẻ nhất là không phải đâu. Quên hết hồi rồi. Con tắm con tắm mà. Đừng người chứ. Thật lập chết mình ra chưa? Người quá chứ. Còn này, đang người quạt là lấy cái người tám thôi mà. Đâu đấy nó cho vay cái gì của tổng sư phân tâm Việt mà nên làm gì. Vay nhưng mà nhớ không? Nhớ không vay. Đâu đấy nó bảo là cái gì tiền đã vay được 100 triệu rồi. Nào có vay được, đã tới nơi được hơn 100 triệu. Được hơn trăm thì à? Ờ, cháu tưởng 500. Hơn trăm sau này còn phải là không có bản vẽ thiết kế không có thủ cả gì. Gọi không phải thôi anh ơi, tính đi tính lại thôi anh, cái này không hiểu. Thế thôi, không phải nữa anh. Nhờ ông vay. Nhưng mà ông Việt ông lại vay cho ngân hàng 0.83. Cũng nãy cũng có 0.83 thôi. Mấy trăm mà một tháng 2 triệu? 500 à? 200 à? Bơ ấy. Mà 2 triệu thì tháng 2 triệu 3. Tháng 1 triệu 3. Đi ra cái giống phải phố này ấy. Sau này một sổ 200 nữa. Không phải 85. Lòi mắt dài. Một sổ 250 nữa. Không phải 85 nữa. Thì ra một tháng thì em hết 2 triệu. Không phải 85 thì người cao. Bây giờ đang vay ngân hàng đây có 0.8. Ngân hàng nào? Của Trang. Nông nghiệp của Trang thì... Sao lưu thì 0.8, đang 0.83. 0.8 rồi. Hôm nay bảo Huyền có 0.8 rồi. Bia đỏ đây, 0.83. Mà... Đợt này lại xuống rồi. Ôi, hay là đợt này lại xuống. Mà... Em vẫn cái mức trước nó đéo điều chỉnh xuống hơn. Nó điều chỉnh đấy. Nên thì nó vẫn điều chỉnh. Lần trước nó là 0.7... Dành khoai mẹ nha. Lần đầu vay là 0.75 thôi. Bây giờ lên 0.83. Rồi rồi, thế lên 0.83. Thì em vay này hết 400. Xong mình mất 2 triệu tháng. Ai đau. Tiền mấy triệu? Tiền mấy triệu? Này mấy triệu lại? 2 triệu. Đấy, nữa là thành hơn 2 triệu. Thế thì ra phải nhỏ. Thì có một mình cháu. Mày mấy trăm? Còn sao nữa à? Cả mẹ cháu nữa, 4 triệu. 2 triệu nữa. Thành tất tật 4 triệu. Ừ, nói chung là 1 tháng có phải vứt đi thành gần 5 triệu. Nhưng mà mấy trăm, hai mẹ con là mấy trăm? 400. Thế em 400, hết 2 triệu. 400 hết 2 triệu, đây thì cháu 400 hết 4 triệu. Người ta vay 1 phẩy. Thế đây người ta vay 0.85, 0.83. Vay cái lùng vay nghèo rồi, cái chế độ, toàn chế độ. Một nửa đâu. Cái vay 0.83 là ấy chứ, ngân hàng Việt đỏ thương mại. Mấy thương mại thì phải có bì đỏ như... Ừ, bì đỏ. Thế, đợt đấy cháu có bì đỏ đâu? Đấy, chưa có bì đỏ. Cái bì đỏ không phải là bì thương mại đấy. 200, 250.